Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang chở già đi khám nha mọi người, bị bệnh rồi. Hôm bữa hình như bị bọ cạp chích cái mặt nó sưng, cái nó bị sốt luôn mọi người. Bị sốt 2-3 bữa nay, người nó yếu lắm. Nên là hôm nay mình với anh mình sẽ chở đi chích nha. Tới chỗ chích rồi em ơi. Nó bị sâu mũi đấy nha mọi người. Chạy nước mũi nè. Dạ. Dạ mình cột nó ở đâu đi nha. Cột rồi. Đúng rồi. Dạ tối nha, chỗ nó nằm lót thì nó giờ nó về nó sợ mình luôn á. Em mua cái kia cho nó cái cặp á. Cái cặp cho mấy anh chết chuyện nha. Cặp phải mấy trăm ngàn. Không tiền quá đây. Bây giờ là 60 ngàn nữa. Nè.
vàng ra đón nè. Không bị xa nhưng mà mình cứ cái tay mình á, cảm giác cứ ghê ghê của gì luôn. Cái chày không? Không. Nè như nè. Rồi đây là. Ấy. Lầy hơn quá. Đau mà ha, em đau em mới quẩy mà ha. Xém thì em cắn người ta bay triệu mấy rồi. Đây là cách già tạo nên giá trị. Giá trị của già giờ là 60 ngàn. Mai làm mỗi 30. Mai 30 nữa. Trời người nóng ran à. Ăn gì không? Thì lấy đồ ăn cho em già đi. Chích xong mà không sống mấy cây ha. Anh Bi lo lắng lắm á, thấy em về chạy tới liền. Qua đây nó chưa ăn gì thì bây giờ mình cho nó ăn thôi mọi người. Sẽ ép nó ăn thôi. À. Bò cà xích sốt. Tới con chị mà chứ. Anh Bi lo lắng vậy anh Bi. Sao? Đâu con này nó đẹp. Sao nói em gớm? Nói em gớm buồn á. Nói em buồn em bệnh tiếp giờ. Tâm lịch thôi. Cho nó hiểu thôi. Rồi đèn zombie nè mọi người ơi. Nó bu theo mẹ nó kìa. Thôi ăn đã. Ăn cách đã nha. Ăn mới khỏe được kìa. Rồi đứng lại, đứng lại. Ăn lấy sức đã. Từ từ đã nè. Nó bình tĩnh cái này. Nó cũng quá tải đâu mà sợ. Thôi mà cứ tụi chúng thương nha. Rớt, rớt. Rớt. Thuốc vô mà không có đồ ăn trong người á. Ừ. Nên nó vật cái gì không? Người mình dậy. Quá đã. Ta thấy quả thôi. Tay còn có còn không có mà để ăn nữa hết. Xích lại đi giữ nó xích không tới đây nha kia kia tới đây đây nha. Thôi không không ra kia nằm nữa ở đây đi. Bà này vét máng ghê liệt. Giờ xích già ở đây luôn, không cho đi đâu nữa. Rồi được rồi anh Ba. Nhỏ sao rồi? Mới đi bác sĩ về. Ừ. Này xích
cổ này vậy? Em tới thăm anh Giang. Thầy ăn chặn chứ dịch bệnh nó bị. Ừ, nhảm mà ăn thịt chết biết cái dãy gì. Ai? Nhỏ này. Ăn thịt chết à? Mày tố cáo nó vậy mày. Thịt chết qua nhà con. Đi ba con không đi dọn. Nó ngồi nó cắn. À. Xong rồi bộ cà cắn dữ đó thì về luôn. Bi. Thì bây giờ mình sẽ xích con gà ở đây luôn ha, để theo dõi nó rồi mai mình đi chích cho nó thêm một mũi ha mọi người. Đấy, em mấy em Út rất là quan tâm chị già. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like và một share và một đăng ký nha. Tạm biệt mọi người.